Trong mối tình thủy chung son sắc của chú rể Phú Tuấn sánh duyên cùng với cô dâu Việt Trinh. Lời đầu tiên cho phép Mai Thiên xin bản phép thay lời cho đôi bên gia đình, đặc biệt đỡ lời cho đôi bạn trẻ đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Thanh Huế, địa chỉ Thụy Quỳnh, Thái Thụy. Xin bản phép xin gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Trân trọng kính thưa tới quý vị đại biểu khách quý, hôn nhân chính là lời hứa cao đẹp nhất trong tình yêu. Khi ta nhận ra rằng không thể thiếu một nửa còn lại của cuộc đời mình, và cả hai sẽ làm cho nhau tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Sự có mặt đông đủ yêu thương của quý vị trong khán phòng này, đó là minh chứng cho tình yêu đó. Được song thân vừa lòng đẹp ý, được chính quyền nhất trí hoan nghênh, đôi bên gia đình đã viết tên chung trên cánh thiệp hồng, báo tin vui đi muôn ngàn rằng ngày hôm nay đây, 13 tháng 10 năm 2019, tức là ngày 15 tháng 9 năm Kỷ Hợi, là ngày đẹp tuyệt vời, ngày mà đôi bạn trẻ họ sẽ chọn đời bên nhau. Xin phép cho đại diện đôi bên gia đình cùng với cô dâu chú rể được đứng lên cúi chào ra mắt toàn thể quý vị, cũng như thay cho lời cảm ơn trong ngày hôm nay. Xin mời! Xin phép cho đại gia đình chúng tôi, đại diện cha mẹ cũng như đại diện của đôi bên gia đình cùng cô dâu chú rể được đứng lên cúi chào ra mắt toàn thể quý vị. Xin một tràng tràng tay thật lớn. Và xin trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn của Phú Tuấn sánh duyên cùng với Việt Trinh. Xin phép được bắt đầu. Thể quý vị đại biểu, tân quý khách trân trọng và kính quý, một trong những nghi thức tuyệt vời nhất mà được gia đình chúng tôi đã thực hiện long trọng tại Tư Gia, đó là bay hết tổ đường kính nhớ tới tổ tiên. Và một trong những nghi thức tuyệt vời tiếp theo, chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng lên sân khấu để chứng kiến những giây phút tuyệt vời của hai nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu. Xin mời Phú Tuấn cùng với Việt Trinh tiến lên trên đài hòa hạnh phúc. Xin đây một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt. Để quý vị đại biểu khách quý, có lẽ rằng niềm mong đợi của cô dâu chú rể tuyệt vời nhất là lúc này, và sự mong đợi của đôi bên gia đình quan viên bốn họ hai nhà, họ sẽ trao cho nhau kỷ vật tuyệt vời trong ngày vui niềm hạnh phúc ngày hôm nay. Xin mời chú rể cùng với cô dâu sẽ quay lại để trao cho nhau chiếc nhẫn của tình yêu hạnh phúc trong ngày tuyệt vời này. Chút này làm ghi, đó là kỷ vật tuyệt vời nhất, đánh dấu mốc son tuyệt vời trong cuộc đời con người. Tình yêu không có điểm kết thúc mà sẽ tuần hoàn liên tục như vòng tròn tuyệt vời trong chiếc nhẫn tình yêu. Kính thưa quý vị ạ, trong thời khắc tuyệt vời này, xin ban nhạc cho bay thêm một chút lắng đọng ạ. Xin quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng lên sân khấu để cùng chứng kiến giây phút tuyệt vời này. Có lẽ rằng đây là một thời khắc tuyệt vời nhất mà trong truyền thuyết có truyền lại rằng ạ. Trong thời khắc thiêng liêng này, nếu như chú rể và cô dâu họ sẽ thực hiện nụ hôn trao cho nhau cùng với lời nguyện ước và sự chúc phúc của toàn thể quý vị, mong ước cho một điều tuyệt vời, gia đình của đôi bên chúng ta và đặc biệt đôi bạn trẻ sẽ đón nhận một bé trai đầu đời và 5 năm sau sẽ là một bé gái. Hãy thực hiện điều nguyện ước đó, một tràng vỗ tay quý vị ơi. Vỗ tay lên nào, vỗ tay lên nào. Vâng ạ, lớn hơn ạ. Vâng, có một điều rất là văn minh bây giờ, đó chính là gì ạ? Các chàng trai cô gái họ dám thể hiện tình yêu của mình. Chứ ngày xưa mà các bác mà chung chung tuổi mà muốn hôn nhau là sợ các cụ mắng. Còn bây giờ thì được sự chúc phúc của toàn thể quý vị phải không ạ? Với điều kiện là đừng hôn họ má. Đúng không ạ? Một tràng vỗ tay thật lớn để cho thực hiện điều đó. Các em cùng không? 1, 2, 3. Vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Kính thưa toàn thể quý vị và
và giây phút tuyệt vời cùng với sự chúc phúc của toàn thể quý vị. Nguyện ước cho một thiên thần tuyệt vời sẽ đến với đôi bạn trẻ. Và xin mời hai em sẽ tiến tới tháp bánh tình yêu để cùng chiếc ngọt sẽ bùi trong ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay. Đan tay nhau để cắt chiếc bánh trong ngày hạnh phúc ngày hợp gần. Chú rể hãy đan tay nhau để cắt chiếc bánh tình yêu. Sự chia ngọt sẻ bùi, những tình yêu tuyệt vời nhất. Kính thưa quý vị, trong tình yêu không chỉ có những điều ngọt ngào mà còn có cả những chia sẻ để cùng nhau gánh vác trong cuộc sống này. Nghi lễ cắt bánh để nói lên rằng từ ngày hôm nay họ chính thức là vợ, là chồng và cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi, những yêu thương cũng như cùng nhau gánh vác công việc của đôi bên gia đình. Xin mời cô dâu chú rể sẽ khui rượu xâm anh rót vào 6 ly rượu hiếu, rượu tình. Chúng ta đã chuẩn bị ở bên dưới, sau đó sẽ rót vào tháp rượu tình yêu. Đan tay nhau và rót vào 6 ly rượu giúp Mai Thuyên ạ. Những hình ảnh tuyệt vời nhất của đôi tân lang và tân gia nhân Phú Tuấn cùng với Việt Trinh, họ đang rót đầy tháp rượu tình yêu trong ngày hạnh phúc tuyệt vời ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và nước là một điều không thể thiếu được trong cuộc sống của chúng ta. Nó chiếm 3/4 trái đất và trong cơ thể của mỗi một con người nó cũng chiếm 3/4 trọng lượng của chúng ta. Và nước làm mát cho cuộc sống, men rượu như men tình và màu hồng là sự lung linh của tình yêu, tất cả những gì tuyệt vời họ dành cho nhau. Điểm đến của một tình yêu đẹp đó chính là sự gặp gỡ của hai tâm hồn, hai trái tim cùng chung nhịp đập. Và tình yêu càng mang một ý nghĩa lớn lao hơn khi ta biết sẻ chia những ngọt bùi trong cuộc sống này. Chú rể và cô dâu họ đã trải qua muôn vàn khó khăn vất vả để có được niềm vui ngày phúc như ngày hôm nay. Bằng tất cả tình yêu thương quý vị dành cho đôi bên gia đình, đặc biệt là đôi bạn trẻ, hãy đổ một tràng pháo tay thật lớn, thật rộn rã một lần nữa chúc mừng cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Chứng kiến chú rể và cô dâu rót những ly rượu hiếu, rượu tình để dâng lên đấng sinh thành cũng như dâng lên vị đại diện chủ hôn của đôi bên gia đình trong niềm vui ngày hạnh phúc hôm nay. Xin mời cô dâu, chúng ta sẽ cùng dâng rượu cũng như chú rể sẽ dâng rượu cho vị đại diện của đôi bên gia đình, các trưởng đoàn của gia đình họ nhà trai, họ nhà gái. Xin mời hai ông đứng dậy để đón nhận rượu của hai con trong ngày tuyệt vời ngày hôm nay. Xin mời cô dâu chú rể sẽ dâng rượu lên song thân phụ mẫu. Xin mời cha mẹ của chú rể. Xin mời cô dâu chú rể hãy cầm ly rượu của mình lên ạ. Xin mời đôi bên gia đình cũng như cô dâu chú rể, chúng ta sẽ cùng ly để chúc phúc cho đôi bạn trẻ và cũng như tiểu tuyệt vời ngày hôm nay. Một tràng pháo tay quý vị ơi. Xin mời cô dâu chú rể đan tay nhau để uống ly rượu ra bơi. Xin mời đôi bên gia đình. Xin mời hai ông bà. Ngay giờ phút này đây, xin mời chú rể cô dâu sẽ tiến tới trước đài hoa hạnh phúc lên sân khấu để nhận những kỷ vật tuyệt vời trong ngày vui niềm hạnh phúc ngày hôm nay. Đấng sinh thành là những gì tuyệt vời nhất. Người đã đưa chúng ta từ vô hình trở về với hữu hình, nuôi chúng ta khôn lớn và trưởng thành. Tất cả những gì yêu thương nhất, tất cả những gì tuyệt vời nhất, cha mẹ luôn dành cho các con. Và trong cuộc sống này, nếu như có nợ thì chúng ta nợ cha nợ mẹ một hình hài. Chúng ta nợ cha nợ mẹ công dưỡng dục xương thành. Giờ đây chúng tôi trân trọng giới thiệu món quà từ cha mẹ của chú rể sẽ trao cho hai con trong ngày vui ngày hạnh phúc tuyệt vời ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời.